Vâng nhá, đây là dòng vang X12 bãi xịn các bác nhá. Em vừa mới về được một lô và cũng bán được một ít rồi. Và hôm nay thì lên kênh để giới thiệu lại các bác lô này. Đấy, đẹp xuất sắc, đẹp như mới. Và đây nhá, em sẽ quay chi tiết. Đợt này chỉ còn có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 con nữa nhá, trong lô 30 con. 30 con thì giới thiệu chi tiết lại các bác lần nữa này. Thì trong cái lô này là toàn bộ là hàng tháo phòng. Đấy, tại một địa điểm karaoke hết. Và lô này thì là đẹp như mới, đẹp xuất sắc luôn. Toàn bộ cái màn của nó là màn vuông. Và cái kính này, túi bóng này, cái túi bóng là chưa tháo nha, con nào cũng còn nguyên hết. Đấy, quạt thì nó sẽ có tí bụi. Đấy, có những con bản nội địa như đây, chữ China này. Đấy, còn là giống nhau. Đời này thì là chạy chip giải mã 21489, giải giá mã mic là AKM, quét tần 2 lớp, chống hú rất là tốt. Đây là những con vang số chống hú tốt nhất trên thị trường. Mạch trong đầu ra thì đây. Đấy, đời này là giải mã PCM, tiếng sẽ sáng tiếng bác nha. Sáng tiếng. Và lô này là về như mới, quạt nhĩa là còn nguyên hết, không có tiếng kêu. Đấy, con thứ nhất này, con thứ hai. Có con này thì đẹp, cũng đẹp xuất sắc luôn. Lô con này quá đẹp luôn. Con này phía sau cửa là cổng quang đầy đủ hết, gần như là đẹp. Đẹp. Đấy, lô này thì con này mất cái này thì em sẽ tìm để nhét vào cho các bác này. Nó rơi ra. Đấy, con tiếp theo con này đẹp. Ba củ tư các bác nhá. Đấy, những cái túi bóng như này thì em sẽ bóc ra. Con này chỉnh phun bằng tay. Chỉnh phun bằng tay. Thì bác lưu ý là những cái dòng X12 mà bản PCM là cực kỳ dễ phối. Nó phối được rất nhiều dòng loa. Con này thì nó hơi xước một tí ở đầu đây. Đây này. Còn cơ bản là đẹp. Đấy, con này còn đẹp như mới này. Đây này, con này cũng có tí xước nào. Quạt thì có tí bụi thôi. Quạt có tí bụi thôi. Đấy, con này phía sau đẹp như mới luôn. Thì đây, con này thì mặt trước thì nó xước một tí ở chỗ này. Đấy, không ảnh hưởng gì nhé, không bị méo mó gì cả. Đây, con này thì là xước tí mặt, em giảm 100.000. Đây này, con này này, xước một tí mặt, em giảm 100.000 là ba củ ba. Còn những con đẹp là ba củ tư. Ở những cái này thì nó không ảnh hưởng nhá. Đây này. Còn hàng bãi thì kiểu gì cũng có. Con này là em đóng panel nên nó mới được đẹp như này. Còn nếu mà vận chuyển theo bao thì chắc chắn là sẽ xước hết. Đẹp long lanh luôn. Con này là có 16 chế độ. Có 16 chế độ các anh nhé. Có 16 chế độ. Các bác có thể tùy biến theo ý của mình. Có khiển, tặng khiển đầy đủ hết nhé. Tặng khiển dây rắc đầy đủ hết. Một cặp Canon có khiển. Đấy, các bác mua thì là ủng hộ em.